Tới công chuyện rồi. Chuyện động trời, chuyện động trời. Em ơi, em ơi, cái bà này không bao giờ thấy ở trước nhà hết trơn rồi trời. Em, thằng Long á bỏ con Hạnh cái bữa mà hỏi anh kể cho em nghe đó, nhớ không? Giờ hai đứa nó ly dị luôn rồi. Sao anh biết? Thì anh mới ngoài quán cà phê mới về nè, nghe người ta đồn quá trời đồn luôn. Nghe đâu cái thằng Long á nó quen với con nhỏ nào trong xóm mình nè, mà không biết nhỏ nào. Nhỏ nào ta? Ơi, hơi đầu lo chuyện của nó. Sáng giờ ăn cơm chưa? Chưa. Thôi đi vô ăn cơm nè ông, ở đó lo chuyện người ta hoài. Vô. Trời ơi, trời. Đứng đây nào với bà? Đi vô ăn cơm. Nhỏ này vậy mà cũng ra đây nhiều chuyện. Bó tay rồi chứ. Khùng mày ơi, vợ ta tao biết. Đó giờ nó đâu làm ba chuyện tào lao đó đâu. Mày đừng nghe người ta đồn tào lao. Không có đâu. Ai nói mày nghe vậy? Mày thấy nói gì vợ tao đi chơi hả? Chắc không? Khốn nạn. Chị hai mày đâu rồi? Chị hai làm công chuyện ngoài vườn á. Gì nữa vậy trời? Ngon ha. Ngon sao không ngon? Cà tươi xanh luôn nè mà không ngon. Đi làm thì khổ, nhà đi chơi với người khác đâu ha. Chế gì? Bà nói thiệt đi. Bà với thằng Long tù ti tú tí đúng không? Thôi nào, ông thấy tôi đi chưa? Có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng có nói. Người ta nói tùm lum hết kìa. Cần bằng chứng hả? Đi làm cực khổ ở nhà đi ăn vụng. Thôi thôi thôi, hai người không coi tôi ra gì hết trơn vậy trời. Mày đi vô. Đừng có để tôi có bằng chứng. Tôi mà biết cái gì là bà thấy cái cảnh. Ừ, chừng nào có bằng chứng thì hả nói. Đúng rồi anh hai ơi, không có bằng chứng mà nói gì. Tao mới cự lộn với vợ tao có buổi rồi mày ơi. Nói cỡ nào nói dứt khoát, không nhận là không chịu nhận. Mà mày chắc mày thấy vợ tao đi với thằng Long không? Cái gì? Đi cà phê tâm luôn hả? Vậy sao sáng mày không nói tao gõ luôn đi? Đi cà phê tâm vậy là xong luôn rồi. Dán đóng xuồng mẹ luôn rồi còn gì nữa. Thì chứ chuyến này chắc tao đi bụi luôn quá. Cho tao qua ở ké được không? Không cho thôi mày. Miếng tao anh làm gì sức rồi trời. Chị hai, chị hai, ông anh hai ông buồn, ông leo nóc nhà làm gì kìa? Leo nóc nhà làm gì? Ông một sừng chứ không phải một cánh đâu mà nhảy nghe. Lần lần